Dạ, con chào chú. Chào con. Dạ. Hồi nãy giờ chú vô đây rồi mà thấy con không để ý. Nhưng mà chú thì để ý con. Dạ thầy. Con dạo này siêng năng quá, chăm chỉ quá. Dạ thầy. Vừa dọn dẹp xong rồi còn lấy sách dở ra học nữa. Giỏi quá ha. Dạ tại vì con cũng gần thi á, cho nên là con phải ráng làm cho xong sớm để con học bài. Chú Thao uống gì chú ơi? Cho chú một cái ly trà. Dạ, ly dạ. Cũ ha. Rồi bỏ vô cái ly cho chú để chú mang về chú. Mang về. Dạ chú đợi con một chút. Thật ra mà nói thì đứa nào mà học hành chăm chỉ ngoan ngoãn, cô dạy với chú ủng hộ hết. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà chú ơi, hả? Con á, là con cũng ham học lắm á, nhưng mà tại vì điều kiện không cho phép á chú. Điều kiện gì? Tại vì bây giờ á, học là toàn là lên trên mạng không à. Mình phải cập nhật thông tin này nọ kiến thức á. Mà xui quá. Cái gì xui? Dạ con chú. Tại vì cái điện thoại của con á, nó mới hư. Nó kiểu như mà nó lỗi thời á chú. À chú, gì bây giờ con nhờ chú chuyện được không? Chuyện gì con cứ nói đi. Dạ gì mở bút mà mở vậy? Không, mấy chú nhờ cô Sa gọi cho mẹ con nói một tiếng được không chú? Tại vì con biết là cô Sa mà nói chuyện với mẹ con là mẹ con tin là mẹ con sẽ mua cho con mấy cái chuyện mà có liên quan đến học hành này nọ đó, chú sẽ nói với cô Sa để nói với mẹ con liền. Con đừng có lo ha. Thiệt hả chú? Trời, chẳng lẽ chú nói giỡn với con? Thôi. Chú thích mấy đứa mà chịu khó học hành lắm nha. Dạ con là con ham học dữ lắm. Dạ dạ sắp thi nữa chú. Biết rồi. Trời, con cảm ơn chú. Chú rồi. Tốt bụng quá. Dạ thôi để con mời chú nha. Thôi được rồi. Bao nhiêu vậy? Dạ như cũ chú. Như cũ phải không? Dạ. Thôi để con mời. Đây, được không chú? Không được rồi. Dạ, cái nào dạ. Ra cái đó. Đừng có lẫn lộn đâu. Chú nó quen à. Dạ con cảm ơn chú. Con dạ. Yên tâm nha. Mấy cái vụ đó để chú lo cho. Dạ con nhờ chú. Dạ. Thôi được rồi. Học tiếp đi con. Dạ. Chú đi nha. Dạ cảm ơn chú. Trời, có điện thoại mới rồi. Học bài thôi. Alo. Chào bạn. Chào bạn. Ông gì? Như cũ đi bạn. Đợi chút nha. Ok. Đang bận học bài đó nhưng mà phải làm thôi. Dạ. Nó gọi gì này vậy ta? Kỳ vậy. Sống được. Rồi. Ủa gì vậy? Tới rồi đó. Tới rồi đó. Ủa sao người ta gọi thì không nghe? Không có vuốt để nghe được nè. Đứng im chỗ luôn rồi. Rồi cái kiểu này là bị cái gì? Liệt màn hình hay gì rồi? Trời, chán thiệt chứ. Trời mệt ghê, điện thoại gì hư hoài. Tôi chợt nhớ á, tôi có dư cái điện thoại à, cần không tôi để lại cho. Thiệt không? Thiệt. Thôi, tiền đâu mua. Trời, anh em với nhau không mà tiền bạc gì. Rồi cho luôn á hả? Không không, cho thiếu cũng được. Nhưng mà kiểu như là bán rẻ lại thôi. Tại vì dư mà rẻ là mua, rẻ là dứt liền. 2 triệu. Giờ tôi đưa trước 1 triệu rồi ít bữa nữa tôi đưa thêm, đưa hết phần còn lại nha. Đưa 1 triệu đi. Đưa 1 triệu đi. Nói thì phải làm chứ. Giờ không có bọc tiền sẵn người á, cái cầm cái này đỡ thì về lấy tiền rồi đưa qua cho. Giữ này nha. Rồi giữ này làm tin ha. Xong rồi tí nữa về nhà lấy tiền đem qua đây đi rồi tôi đưa điện thoại cho anh. Bây giờ tôi đang cần gấp lắm, dù gì mình cũng người trong nhà quen biết nhau hết mà, có đâu khó khăn vậy. Người trong nhà gì, bạn bè thôi chứ ở chung đâu mà người trong nhà. Mình chung xóm. Thôi tôi cũng là khách quen của quán mà. Vậy nhớ nha, nhớ đem tiền qua cho tôi nha. Chắc chắn mà. Đây nè. Về nơi yêu thương bắt đầu. Nếu là màu xanh, mình sẽ mặc một cái màu trắng.
Nhưng mà nếu màu đỏ mình sẽ phải mặc một cái áo màu đen. Nhưng cái quan trọng là để đâu ta? Để ở quán thì nó... Ủa? Em không biết anh là nhân viên của quán hay là ông chủ nữa, mà em thuê anh vô đây á, suốt ngày quán xá nè, không có vệ sinh gì hết trơn, rồi không có làm việc, tất trách quá, ngồi đó thẫn thờ cái gì vậy anh? Đâu có, anh làm gì xong hết rồi, với lại dán đang... với lại quán đang vắng mà, đâu có ai đâu. Cho nên là ngồi thơ thẩn hả? Không phải thơ thẩn, anh đang ngồi có mục đích, đang vui. Anh đang tính là anh có điện thoại mới, anh không biết là cái đó nó màu gì, cho nên anh đang tính thử coi cái đồ mà anh mặc khi mà anh nhận cái điện thoại mới á, để anh bóc cái hộp á, khui nó ra, xong mà anh quay, rồi anh đăng lên trên mạng đó, cái kiểu như là gọi là gì, đập hộp đó. Hả? Nói cho có điện thoại xài chưa? Có rồi, nhưng mà thì có gì đâu mà phải vui vẻ vậy? Không, điện thoại mới. Mới luôn hả? Mới. Với lại anh mà đâu ra? Hả? Ở đâu ra? Mẹ mua. Mẹ mua. Biết hay lắm. Anh nói xạo nó là anh chăm học, anh giả bộ anh chăm học lên một hai bữa gì đó, xong anh nói với mẹ cái mẹ mua, nhưng mà công là nhờ mẹ em á, mẹ em gọi điện cho mẹ anh mới tin, mẹ anh mới mua anh hả. Mà sao anh chắc chắn là sẽ có điện thoại mới? Trời, anh chắc chắn 100%, anh có người là cài cắm hết rồi, thông báo cho anh hết rồi. Ghê vậy ta. Trời ơi, vợ mẹ anh đã hứa là sẽ mua cho anh mà. Chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn hả? Ừ. Chắc là 5 phút trước thôi, chứ giờ em không chắc chắn. Ủa sao vậy? Thì mẹ em kêu qua đây để giám sát anh học hành nè, coi anh học hành sao rồi mới gọi điện thoại về báo cho mẹ anh là mua điện thoại. Thì em qua đây em thấy cũng học hành đó. Anh cũng đang học nè. À, đang học hả? Ờ, anh đang học luôn á, nãy giờ lúc em qua chắc em không thấy. Chắc vậy. Nãy giờ anh học cũng nhiều lắm á, nãy giờ anh đọc hết 2 cuốn rồi đó. Ừ. Cho nên là em có gì em nói chuyện với mẹ. Nói lại ha. Em sẽ nói thật thà lại. Đúng rồi. Nói sự thật. Nói chung là không bao che cho anh nữa. Ủa? Nói sự thật là anh có học bài mà, nói chung là tại nãy ngồi nghỉ. Không qua. Hỏi này cái. Gì? Mở dưỡng bát đi. Nãy mừng quá, cầm điện thoại chạy về quên hỏi bát xài chưa được. Mở bát giùm đi. Không mấy bây giờ giờ sao? Thì mở bát giùm chứ sao? Mở bát giùm. Khỏi cần bát được không? Còn bát sao xài? Giờ sao? Thì mở bát giùm chứ sao? Mở bát giùm. Khỏi cần bát được không? Còn bát sao xài? Tại vì không bán nữa. Ê, quê. Một nửa rồi. Nửa rồi, tiền trao là cháu múc rồi anh. Đúng sao rồi. Làm vậy được? Ồ, em là em của anh á. Thì em của anh. Nhưng bây giờ anh bán điện thoại bây giờ, không em nói với mẹ em tốt để cho mẹ em gửi điện thoại mới là được không? Để em suy nghĩ rồi. Được không? Hôm nay vậy không được đâu, anh bán rồi anh đưa điện thoại cho người ta đi. Chính xác. Điện thoại đâu anh xài, rồi điện thoại đâu anh học. Và em sẽ mua cho anh. Nè, điện thoại này cho người ta đi. Nè. Trời ơi. Cho tiền đó. Sao vậy? Trời ơi. Trời ơi, anh xúc động lắm luôn á. Trời ơi, em là một người chủ, một người em họ rất là tuyệt vời. Em là một người sống rất có tâm, rất là yêu thương, tình yêu của em nó trang hòa. Anh không kìm được cảm xúc. Cảm ơn em nhiều lắm. Xúc động quá anh. Anh xúc động lắm luôn. Muốn rơi nước mắt luôn nè. Em mua tiền của anh mà. Sao vậy? Em muốn bằng tiền của anh thôi, đừng khóc nữa. Thôi. Chỗ vừa. Không, bây giờ anh mới khóc thiệt nè. Trời, anh có tiền đâu mà mua. Đó, tiền lương hàng tháng của anh đó. Tiền lương hàng tháng đâu có nhiều tiền đâu mà mua, làm sao mà đủ. Em sẽ có một phần, còn một phần em sẽ trừ vô lương của anh. Nè, anh mà làm gì không đàng hoàng nha, là coi như anh tự nguyện mua điện thoại, em không góp nữa. Là bây giờ em hỗ trợ cho anh một ít, rồi anh vẫn bị trừ lương một ít hả? Thôi kệ. Nhưng mà nó nghe ơn ơi. Giờ em cho anh mượn 200 được không? Để làm gì? Mở tiệc đập hộp điện thoại mới. Vậy luôn hả?